Chào các em. Chúng ta tiếp tục giải vòng số 11 Rio Olympic của khối lớp 7. Các em chuẩn bị nháp nè, máy tính vào túi nè, dụng cụ tập, compa, thước thẳng, eke, vân vân. Rồi chúng ta cùng làm bài thi số 1. Đồ thị hàm số đi qua điểm M15, kem thay x bằng 1, y bằng 5 nhé. Vậy a của chúng ta sẽ bằng 5. Rồi ta sẽ đưa câu 2, ta đưa hai vế thành hai lũy thừa giống nhau phần cơ số. Vậy là 3 mũ x cộng 1 sẽ bằng 3 mũ 2x. Vậy là x cộng 1 bằng 2x. Như vậy x sẽ bằng 1 các em nhé. Bài số 3, x phần 2 bằng y phần 3. Như vậy x là 2 phần, còn y là 3 phần. Vậy ta lấy 2 phần, ta trừ vô 3 phần, tức là x trừ y đó là bằng trừ 2. Như vậy mỗi phần là sẽ bằng 2. 1 phần bằng 2 thì x bằng 4, còn y là bằng 6. Vậy là 4 cộng 6 sẽ bằng 10 nha. Hoặc em giải theo tính chất tỷ lệ thức như bình thường cũng được nha. Câu số 4, F2 như vậy x là bằng 2. X bằng 2 thì nó rơi vào tình huống là x không âm nè. Vậy ta dùng cái dòng trên để chúng ta tính. Vậy F2 sẽ bằng 2 cộng 1, nghĩa là bằng 3. Còn nếu người ta bắt tính F của một số x nào đó mà x âm thì em dùng dòng dưới để giải quyết nha. Và tiếp tục, 5 mũ bao nhiêu bằng 1? Chỉ có 5 mũ 0 mới bằng 1 thôi. Như vậy hai ngoặc đơn này nhân nhau là phải bằng 0. Như vậy là từng ngoặc đơn này có thể là bằng 0. Vậy ta có hai bài toán con: x cộng 3 bằng 0 và 2x trừ 4 bằng 0. X cộng 3 bằng 0 thì suy ra x bằng trừ 3. Còn x 2x trừ 4 bằng 0 thì x sẽ bằng 2. Em có thể tự giải nhanh. Tiếp tục là tam giác ABC. Tam giác ABC các em vẽ hình nhanh mà nhé. Có góc A là 45. Vậy tổng hai góc còn lại sẽ là 135 đó. Đó là mình phản xạ thôi chứ chưa chắc dùng. Góc B gấp đôi góc A. Như vậy góc A bằng 45 rồi, góc B gấp đôi, vậy góc B bằng 90 độ các em, đây là tam giác vuông. Bây giờ góc C sẽ bằng 45, các em trừ ra biết liền mà. Góc C bằng 45 thì góc kề bù với nó là góc ngoài là bằng 135. Tiếp tục câu 7. 10 mũ n chia 2 mũ n sẽ bằng 10 chia 2 tất cả mũ n, tức là 5 mũ n. Và bằng 25, vậy n sẽ bằng 2. Bài tiếp theo là nhìn quen quen cái mà. Cái dãy này ta gặp ở lớp 6 nhiều rồi. Giờ ta tính lại nha. Rồi, giờ các em theo dõi lên bảng. Lên màn hình nè. Bây giờ 1% trừ cho các số hạng đằng sau. Vậy thay vì trừ từng thằng riêng lẻ, giờ thầy tính tổng của các số hạng đằng sau rồi mình trừ một lần luôn nha. Rồi giờ thầy có là gì? 1 trên 100 nhân 99 cộng cho 1 trên 99 nhân cho 98 cộng cho 1 trên 98 nhân 97. Cái này các em học ở lớp 6 rồi. Cái này thầy dạy nhiều rồi. Cộng cho 1 trên 2 nhân 1 thì cuối cùng nó còn bằng là, nếu thầy không làm thì nó đây chính là dãy bổ củi nè, dãy chạy củi đó. Cuối cùng nó còn là 1 trừ cho 1%. Ha, 1%. Đó. Vậy nó sẽ bằng gì? 1 trừ 1 phần trăm thì nó sẽ bằng 99% nha. Rồi vậy các em nhìn lại C đi. C sẽ bằng 1/100 trừ cho nguyên cái tổng này. Trừ cho nguyên tổng này, thay vì trừ cho từng thằng riêng lẻ thì trừ nguyên tổng này, mà nguyên tổng này là bằng 99% rồi. Như vậy êm hàng rồi ha. Vậy chỗ này các em sẽ ra được là nhiêu? 1%
100 trừ cho 99 là 1% ha. C bằng 1 phần. Trừ lại nha. Sai rồi. 1 trừ 99 là bằng trừ 98 phần trăm. Trừ 98 phần trăm. Như vậy là gì? 50C. 50C sẽ bằng, em lấy máy bấm ra, bằng âm 98 chia đôi. Âm 49 nha. Âm 49 à. Âm 49 đúng rồi. Âm 49. Bài này muốn phân số này lớn nhất thì mẫu phải bé nhất à, bởi vì tử không đổi rồi. Mẫu càng bé phân số càng lớn, bởi vì tử không đổi à. Vậy mẫu bé nhất là khi cái giá trị đối này bằng 0, vậy là mẫu bé nhất là bằng 2. Vậy lúc đó giá trị lớn nhất là bằng 3. Cái này gặp hoài à. Với n là số chẵn thì hai này bắt buộc phải bằng nhau. Vậy thôi. Tên đọc bài sai một hai câu thì cũng sao cái nhé, em nắm cái ý tưởng của bài toán là được rồi. Còn thầy làm nhanh vội không cần nghĩ nhiều, đỡ cái tốn thời gian, thầy chỉ hướng dẫn ý tưởng cho các em ha. Rồi bài giải được chọn vẹn điểm. Bài thi số 2 vượt mê cung. Căn x bằng 1/9 thì x sẽ bằng 1/81, bình hai vế lên thôi. Góc A bằng 60 độ thì góc B cộng góc C là còn lại 120, mà trong đó góc B gấp đôi góc C, như vậy là góc C 1 phần, góc B 2 phần, vậy tổng số phần là 3 phần. 3 phần đó là 120 ha. Thì chia ra 120 chia 3 là mỗi phần là 40, vậy góc C là 40 độ ha. Rồi tam giác ABC bằng tam giác MNP. AB bằng MN. Vậy thì ở đây AB nó tương ứng rồi nè, AB bằng MN rồi nè. AC bằng NP. Như vậy là AC bằng NP, như vậy các em phải đảo. Đảo P ra đầu hoặc là N ra đầu ha. Cuối cùng là còn gì? BC là bằng MP nữa. Vậy N ra đầu nha. Cuối cùng là tam giác ABC sẽ bằng tam giác NMP. Đây, nhìn này thử lại nha. AB là 1,2 là sẽ bằng 1,2 là NM đúng luôn. Tiếp tục AC là 1,3 là bằng NP, 1,3 đúng luôn. Và BC là 2,3 là bằng MP đúng luôn. Vậy cái này kìa. N là số tự nhiên thì kết quả rút gọn thì các em nhìn là ra liền mà, 2 mũ n tất cả mũ 3 không? Chia cho 2 mũ n tất cả mũ 1 thì bằng 2 mũ n tất cả mũ 2 không? Vậy là bằng cái này nha. Giá trị nhỏ nhất của thức này, và nếu x không âm á thì cái này ra 1, còn nếu x mà âm, nếu x mà âm thì nó sẽ ra là âm 1. Vậy giá trị nhỏ nhất là âm 1 nè. X không âm thì giá trị đối x bằng chính nó rút gọn ra 1. Còn nếu x âm thì này, dưới này ra là đối của x, rút gọn x ở trên là ra âm 1. Vậy đó là giá trị nhỏ nhất. Bài thi số 3 2x trừ 1 mũ 3 sẽ bằng 2 mũ 3 tất cả mũ 3. Thầy đưa hai vế về cùng số mũ rồi thầy ép hai cơ số bằng nhau.
Vậy 2x trừ 1 sẽ bằng 2 mũ 3, tức là 2 trừ 1 bằng 8. Như vậy là 2x sẽ bằng 9. X sẽ bằng 9 chia 2, 9 phần 2. Cái này các em phá ngoặc ra giải thôi. Kết quả là bằng âm 1 thôi. Rồi, 9 phần 49 tức là 3 phần 7. Tất cả mũ 2 là lại mũ 10 nữa. Vậy là bằng 3 phần 7 tất cả mũ 20. Như vậy là kết quả chia ra là bằng 3 phần 7. Giữ nguyên cơ số trừ 2 số mũ thôi. Cái này kem tính nhẩm, dùng tính chất phân phối ha. Này ra 259. 259. À xin lỗi. 259 chia đôi ha. Vậy là bằng 259 cộng 741 chia đôi. Kết quả 500. Lười thì bấm máy. Ô chết, xin lỗi, 250 chứ. Ồ, laptop quá. Em rút kinh nghiệm nha. Mình lại hay chủ quan ở những bài dễ ha. Bài khó mình làm được hết, bài dễ chủ quan. Tìm ít để thỏa mãn hai cái này bằng nhau thì chỉ có số 3 thôi, nhìn vô thấy luôn này. Rồi, ít nhân chéo chia ngang. 5 nhân 7 chia trừ 1 là bằng âm 35. Rồi vẽ hình cấp tốc. XA là phân giác AZ trên TAX, lấy B sao cho AB bằng 5. Qua B kẻ đường thẳng song song với AI. Cắt AZ tại C, tính BC. BC sẽ bằng 5 luôn các em. Chứng minh hai hành giác bằng nhau là ra liền mà. Hoặc là dùng kỹ thuật tam giác cân ha. Giác cân hai góc phân giác bằng nhau, hai góc sau lên trong bằng nhau bắt cầu ra hai góc đáy của tam giác bằng nhau giải tam giác cân, vậy BC sẽ bằng 5 luôn. Rồi bài này AB, BC, AC. Bài này thì phải giải đàng hoàng, không thể mò được á. Vậy thầy giải đàng hoàng bài này cho các em nha. Rồi theo dõi lên màn hình đây. Theo đề từ giả thiết là theo đề ta có các em nhân 3 cái này lại, nhân 3 vế trái lại sẽ bằng 3 cái vế phải ha. AB này nhân cho BC này và nhân cho AC này thì sẽ bằng C nhân 4A nhân cho 9B. Đó. Từ đây các em suy ra là gì? ABC bình phương thì bằng 4936 ABC. Từ đây suy ra là gì? ABC là dương hết rồi. Vậy ta giãn lực ABC hai vế. Vậy ta còn lại là ABC sẽ bằng 6. Đúng không? ABC bằng 6. Rồi. Bây giờ ABC bằng 6. Thì ta suy ra tiếp. Sẽ suy ra tiếp này. ABC mà bằng 6, trong đó AB lại bằng C. AB bằng C thì ABC sẽ đổi thành C nhân C là bằng 6. Đúng không?
hình như sai cái AB bằng C thì C bình phương, hình như có vấn đề. ABC tất cả bình bằng 36 ABC, giãn lực ABC đây còn 36 chứ đó. Đây còn 36, xin lỗi các em. Vậy là ABC bằng 36, mà trong đó AB lại bằng C theo đề cho nè. Vậy chỗ này ra C bình phương sẽ bằng 6. C bình phương bằng 6 thì C sẽ bằng cộng trừ 6. Nhưng mà ở đây C là dương, vậy ta lấy C bằng, ta lấy C sẽ bằng 6. Xong nha. Tiếp tục ABC bằng 36 mà BC là bằng 4A. Như vậy BC bằng 4A thì thầy thay vô là bằng A nhân 4A là thành chỗ này thành 4A bình phương nha. 4A bình phương bằng 36. Thì từ đây các em suy ra là A bình phương sẽ bằng gì? 36 chia 4 là bằng 9. Vậy các em suy ra là A là bằng 3. Còn cái nữa, còn cái nữa là ABC bằng 36 mà trong đó AC lại bằng 9B. A với C là 9B mà có B ở giữa, vậy là thành 9B bình bằng 36. Từ đây chúng ta suy ra là B bình là bằng 4, hay nói cách khác là B sẽ bằng 2. 3, 2, 6 đó nha. A bằng 3, B bằng 2, C bằng 6. 3, 2, 6. Rồi, dùng tính chất phân phối thôi, rút ít ra ngoài dùng chung. Ở trong còn trừ ít cộng 6 bằng 0. Vậy ta có hai bài toán con là ít bằng 0 hoặc là trừ ít cộng 6 bằng 0, tức ít bằng 6. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số ABC, biết tỷ lệ với 132 và chia hết cho 18. Bài này dễ thôi mà các em. Giờ tỷ lệ với 132, tìm 3 số tự nhiên tỷ lệ với 132 thì các em thử cho thầy 132 nè. Rồi gì nữa? 264 nè. Rồi gì nữa? 396. Thử đi. Có nào chia hết cho 18 không? 132 chia 18 không đẹp, 264 chia 18 không đẹp. Vậy là 396 chia 18. 396 thôi. 396. Dễ dễ vậy ta. Giá trị nhỏ nhất, giá trị nhỏ nhất là thường thường khi một trong hai cái này là nhỏ nhất, cái đó là bằng 0. Phải có một cái bằng 0. Giờ nếu bên này bằng 0 á nha, thì ít sẽ bằng bao nhiêu? Ít sẽ bằng 1/4, đúng không? Ít bằng 1/4 thì cái bên này bằng 0 thì bên này bằng mấy? Bên kia sẽ bằng 43/5 rồi đem nhân cho 10, vậy nó ra 86. Và nếu chỗ này bằng 0 á, này ra 86. Còn giờ nếu thầy cho chỗ này bằng 0 thì sao? Thì x sẽ bằng là trừ 0.3. Trừ 0.3 thì đây bằng 0. Nếu đây bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 0.3. Thì đem thế vô đây thì coi nó ra bao nhiêu. Vậy là bằng âm 11. Vậy là âm, có khả năng âm 11 là nhỏ nhất kìa. Âm 11 là nhỏ nhất. Ta thử lại cẩn thận bằng tay đi ha.
Hồi nãy mình có sót một cái. Nếu chỗ này bằng 0 thì x bằng 1 phần 4 ha. Nếu x bằng 1 phần 4 á, thì bên này sẽ là 0,6 cộng 1 phần 2 rồi đem nhân cho 10 là bằng 11 đó. Vậy nếu cái trị đối thứ nhất bằng 0 thì A nó sẽ bằng 11. Còn nếu cái trị đối thứ hai bằng 0 thì A nó sẽ bằng trừ 11. Thử lại nha. 0,6 âm 0,6 trừ cho 2x bằng 0 thì 2x sẽ bằng trừ 0,6 và x sẽ bằng trừ 0,3. Và khi x bằng trừ 0,3 thì bên kia nó bằng cái gì? 2 nhân âm 0,3 trừ cho 1 phần 2. Rồi lấy trị tuyệt đối thì cũng bằng 11 ok. Cái trị nhỏ nhất là bằng 11. Vậy ha. Lấy trị đối thì âm 11 nó còn 11 nhé. À, một bài hay đây. Thầy lấy bút đây, bút mực rồi. Rồi, bài này là một bài khá phức tạp nha, các em lưu ý nha. Bây giờ thầy hướng dẫn nhanh cho các em nè. Bây giờ thầy có x và y là tỷ lệ nghịch với nhau, đúng không? Bây giờ x nó thay đổi, nó tăng lên 20%, như vậy nó sẽ thành là 120%. Nó sẽ thành là 120% x. Nó sẽ thành 120% x. Còn ở dưới y là nó sẽ thành một cái anh y phẩy nào đó. Cái này thầy chưa biết ha. X y tỷ lệ nghịch thì tích sẽ không đổi cho em nhé. Y sẽ bằng cái này nhân cho y phẩy, cái này nhân cho y phẩy
Và từ đây chúng ta sẽ suy ra là y phải là bằng 100 phần 120 y, tức là bằng 5 phần 6 y đó. Tóm lại là bằng 5 phần 6 y. À, 5 phần 6 y. Như vậy, lúc đầu y là y, sau khi thay đổi thì y nó chỉ còn 5 phần 6 y. Như vậy đã bị giảm. Giảm bao nhiêu? Giảm 1 phần 6 em nhé. Giảm 1 phần 6 đi, giá trị. Và 1 phần 6 là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Giờ em coi 1 phần 6 là bao nhiêu phần trăm nha. 1 chia 6 rồi đem nhân cho 100 là bằng 16,67%. Tức là 1 phần 6 là bị giảm đi 16,67%. Không hiểu nổi không? 16,67%. Đang là y ha. Mà giờ chỉ còn xuống có 5 phần 6 y thôi thì đã bị mất đi 1 phần 6 bản thân nó, đúng không? Mà 1 phần 6 là quy ra là bao nhiêu phần trăm thì các em lấy 1 chia 6 rồi đem nhân cho 100. Như vậy là bị giảm đi 16,66666, tức là 16,67%. Thì nó cũng giống như 1 phần 5 là 20%, đúng không? 1 phần 2 là 50% thì 1 phần 6 là 16,67%. Vậy thôi. Trả lời bài khó, em hiểu nổi không nào? Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cả 3 bài thi với số điểm tối đa. Và chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại.